Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị đi camping. Mình sẽ đi camping ở đại hội Thánh Mẫu ở Missouri nha mọi người. Cái đại hội Thánh Mẫu này thì diễn ra hàng năm luôn, mà rất là đông người. Mà cái này phải khoảng 80.000 người á mọi người, đông lắm. Nhưng mà năm nay thì không biết có đông tới cỡ đó không, nhưng mà có cái năm mà được thống kê là đông nhất là 80.000 người á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Mọi người ơi, mình đã tới nơi rồi. Ngày mai mình sẽ quay phong cảnh cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ đi ăn trước, mình đói bụng quá. Chị Linh đâu rồi? Vô video đây chào. Chào các bé yêu của chị đi. Chào các bé yêu. Chứ các bé yêu hỏi chị Minh Linh hoài. Là Minh Linh đây. Chào các bé yêu. Đây nè mọi người thấy người ta dựng. Mọi người thấy người ta dựng lều xung quanh luôn không? Nhiều lắm. Mọi người ơi, nhìn không gian nè, không khí nè. Đây. Bắp luộc, món trái 10 đồng. Ba trái 10 đồng. Bắp luộc, đây nè, nhà xem đây nè. Đây, bán rất là nhiều đồ ăn ở đây luôn á mọi người. Đây mọi người nhìn thấy các sơ không? Các sơ đang đứng bán đồ ăn cho giáo xứ của sơ. Ở đây thì tất cả các giáo xứ là nói chung là những cái gian hàng này là tất cả là của giáo xứ của bên đạo Công giáo nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi vô quán Bác Thợ Mộc để mình ăn khuya nha. Đói bụng quá. Đồ ăn tới rồi mọi người ơi. Yeah, thank you. Đêm nay mình tính ăn cháo lòng nhưng mà hết cháo lòng rồi nên mình đang phải ăn một tô bún bò nha mọi người ơi. Ok, bây giờ mình ăn đây, hẹn gặp lại mọi người sáng ngày mai nha. Bye bye. Mọi người ơi, bây giờ nhà mình sẽ dựng lều nhé. Mọi người ơi, tụi mình đang tham gia chương trình 3 ngày 3 đêm nha mọi người. Mọi người nghe tiếng nhạc không? Tiếng nhạc gọi tụi mình dậy đó mọi người. Tụi mình phải ngủ lều nè. Còn cái xe này là được ngủ sướng nè. Còn tụi mình là ngủ không sướng. Tụi mình bị phạt. Ok, giờ mình sẽ đánh răng. Mọi người, bây giờ tụi mình đang khuân ghế nè. Đó, mỗi đứa một chiếc. Đang khoanh ghế để đi ra đi lễ nha mọi người. Mình đã đi lễ xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi ăn bữa lỡ nha mọi người. Tại vì mình lỡ mổ bữa sáng rồi cho nên là mình phải đi ăn bữa lỡ thôi. Bây giờ là 9:30 rồi. 9:30 nha. Bây giờ sẽ đi ăn bữa lỡ. Mình sẽ ăn quán gì đây chị Lý ơi? Không biết. Không biết hả? Chắc thôi, thấy đồng hành hay gì đó. Có thể là mình sẽ đi ăn đồng hành đi, hay là quán đó là đồng hành là quán mà quen thuộc của nhà mình đó mọi người. Khi nào tới đây mình cũng đi ăn quán đồng hành hết. Không biết là đợt này mình sẽ đi ăn quán gì đây ta. Để coi quán nào hay thì mình ai gọi quán nào mà kiểu ok theo mood của tụi mình thì mình sẽ đi vô nha. Ừ,
cái chỗ nào mà mình vô mình thấy ô vui quá vô là mình vô. Mọi người ơi, mình sẽ đi vô quán hương xưa nha. Trời ơi đông lắm. Wow, mọi người nhìn nè, đông dữ chưa? Cho em một cái phở đặc biệt. 15 nè. Tới rồi. Chiếc xe này, phía bên trái chúng tôi có chiếc xe rất màu đen, biển số là em. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình mua nước nha mọi người. Mình sẽ uống có gì ta, có rau má, mình uống rau má. 8 đồng một ly. Mọi người ơi, nước rau má của mình, oh my god. I love nước rau má. Mình rất là thích nước rau má với lại nước mía mọi người. Mọi người ơi, ở đây có nhiều người ta mang theo xe máy để người ta đi nè mọi người. Xe máy điện á. À mà có nhiều người ta mang xe cúp đi nữa, dễ thương lắm. Mọi người ơi. Đó, hai chiếc cúp này dễ thương không? Màu vàng với màu đỏ đồng hành cùng nhau. Mọi người ơi, bây giờ mình đang ngồi ở đây để mình nghe cha giảng tĩnh tâm mọi người ơi. Bây giờ là cha Hồng đang giảng, lát nữa 12 giờ. Lát nữa là 12 giờ cha Huy sẽ giảng. Đó, ở trong hội trường đông lắm cho nên là tụi mình chọn ngồi ở ngoài nên là cũng mát mẻ lắm mọi người, cũng có bóng râm. Đó, bọn mình chọn ngồi ở ngoài đây cho nó rộng rãi chứ trong kia phải xếp hàng vô mà nó trong đó thì mát thiệt nhưng mà nó đông lắm. Mà sao mấy bà quá đông hơn mấy ông nha. Nói thiệt á, cái hội của tôi 60 người, hết 28 bà quá, còn có 4 ông quá thôi. Mà 4 ông quá gọi là gì? Mấy bà mà chồng chết thì gọi là quá phụ, mà mấy ông mà vợ chết gọi là quá đã. Mọi người ơi, cô gái này đã gục ngã rồi mọi người ơi. Cô gái này đã ụp mặt rồi. Cô gái này nhìn cũng phê phê quá rồi nè. Wow, hello anh ơi. Khỏe, wow. Vẽ tượng Đức Mẹ. Anh Ân đang vẽ đài Đức Mẹ mọi người, anh của mình đó. Ồ, cái này là bản phát thảo của anh Ân nè. Còn cái này bản vẽ ra màu. Wow, ngầu quá hả? Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ăn xế nha, mình sẽ ăn bánh giò, mình uống nước mía nha. Đây là ly nước thứ thứ 3 trong ngày của mình. Mình uống 2 ly rau má và mình với một ly nước mía. Ha ha. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phải. Tôi chẳng trong tôi đâu còn nhớ nhung hoài. Sao nó tắt vậy anh? Vỗ tay quý vị ơi. Trời ơi, sao mà ai gọi giờ mà không đến hát mà. Missouri có đại hội thánh mẫu lớn nhất của người Việt Nam ở tại Mỹ luôn. Tất cả các nơi tề tựu về đây để mà tôn vinh, để mà tôn vinh Đức Mẹ cũng như là Chúa Giêsu. Cho nên là mọi người bây giờ hãy giúp Vũ mình quậy tiếp được không ạ? Tại vì vui là chính nha. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy mấy anh, mấy chú cảnh sát ở trên đây không? Đó, mấy chú đang đứng canh đó, ai mà lạng hoạng á, ai mà hả khủng bố nha là bum 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 bum. Thank you.
mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ngồi xem văn nghệ. Đấy, đấy, xem văn nghệ. Xong rồi mình sẽ ăn bắp nha. Đây, bắp, bắp luộc đè. Bắp luộc đè. Xong rồi uống trà sữa đè. Ok. Rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ăn thêm một tô cháo lòng nữa. Không phải, một khố cháo lòng rất là ngon luôn. Khố này 4 cái mình ăn đó mọi người. Đã lắm, ngon lắm luôn á. Rồi làm đi. Nè, lấy miếng lòng nè. Dồi dồi. Dồi không mà không có lòng. Dồi với thịt bằm không à. Nhưng mà ngon. Trời ơi mọi người, nó mưa từ hồi đêm hôm qua, từ 2 giờ đêm cho tới giờ mọi người. Từ bây giờ là 10 giờ, hồi sáng nay tụi mình không có đi lễ. Tại vì quá là mưa, mà mưa to đùng 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 luôn. Mà từ đêm qua tới giờ kinh khủng đi chứ. Chị Lý đang chuẩn bị vé số để đi bán hả chị Lý? Bán vé số ủng hộ nhà thờ. Bán vé số ủng hộ nhà thờ. Gây quỷ. Mọi người nhìn nè, coi mà tức á. Coi chải kìa đó, chải lông mày mọi người ơi. Trời ơi, chải lông mày. Chải lông mày nữa chứ, lấy nguyên cái lược bự chà bả. Chải lông mày. Chà bả là chà bự. Trời ơi, trời lông mày kìa. Trời đất ơi. Trời ơi, đẹp gái quá. Được chưa chị Lý? Được rồi. Xong chải đây không? Chải luôn. Chải râu rồi, chải lông mi rồi luôn. Ngay khúc này nè, râu mình nhiều lắm rồi các bạn. Ôi, các bạn ơi, đúng rồi. Đây nè, vô nè. Vô, ủa đâu? Đó, hội thánh mẫu 2023 đây. Rồi, ủa đi, nãy chưa ủa. Ok, rồi, thấy Kiều đây. Mọi người ơi, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, tụi mình mới lên đường để đi ăn trưa. Mình lại bỏ lỡ bữa sáng nữa rồi. Giờ mình sẽ đi ăn trưa nha mọi người. Bây giờ 11 rưỡi rồi. Giờ trời nó mới hết mưa rồi cho nên tụi mình mới đi ra khỏi cái lều. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi vô bác Thợ Mộc ăn cháo lòng nha mọi người. Mà tối hôm qua mình ăn rồi mà nó ngon quá, mình phải quay lại. Bác Thợ Mộc là bán khá là ngon đó nha. Thấy bán là nhiều món ngon. Ôi trời ơi, mưa xong rồi nó xình lầy lắm á.
ơi. Mọi người ơi, đây là ly rau má thứ tư của mình ở đại hội Thánh Mẫu. Mình ở đây mới có 2 ngày rưỡi. Đây là ly rau má thứ tư rồi nha. Hôm qua mình uống 3 ly, hôm nay thêm 1 ly. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đứng mua bột chiên. Wow. Bột chiên là mình sẽ uống 1 ly nước mía. Nước mía, bột chiên, wow, bột đẹp. Mọi người ơi, bây giờ chuẩn bị đi hành hương nha mọi người. Đây là giáo xứ của mình, rất là đông giáo xứ luôn. Đó, xung quanh rất là đông giáo xứ, đông người lắm mọi người ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào xếp hàng. Giáo xứ của mình mọi người ơi. Đi thôi. Mấy người dân hoa, mấy người cầm dây là có trợ lý hết nha mọi người. Có trợ lý cầm dù nè, có trợ lý quạt cho nè, đó. Đó, trợ lý quạt cho nè, đó. Đó, ai cũng có trợ lý hết trơn á mọi người ơi. Đăng ký đi, năm sau người trợ lý đăng ký đi. Đó, quá trời trợ lý luôn. Trợ lý dù, trợ lý quạt nữa. Cầm hoa nè, nhỏ. Cho con một cái nha. Dạ. Đây, nè. Tất cả các bong bóng chúng ta có thể thả bong bóng để đi theo các Wow, đẹp quá. Wow. Ây da mọi cổ. Kính thưa cộng đoàn, chương trình của Quốc Minh Thánh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc tế tới đây là chấm dứt. Thánh tượng này vẫn sẽ ngồi tại đền thánh Khiết Tâm Đức Mẹ đây. Chúng ta tiếp tục đến kính viếng đền tạ, cầu xin với mẹ trong tình con thảo. Mọi người ơi, ly rau má thứ hai của mình trong ngày nha. Mọi người bây giờ mình sẽ ăn bánh mì tiếp nè, mình ăn một cái bánh tráng trộn và uống một ly nước mía, đây là nước mía thứ hai nha mọi người ơi. Yeah,
đều nhịp, đều nhạc nhá. Mọi người ơi, bây giờ mình mới vừa đi lễ về lại 7 giờ sáng mà bây giờ là 9 giờ kém. Ủa, có cái ống để hình như để chung á. Bây giờ mình tất cả mọi người đều đang hạ lều và dọn dẹp để đi về nha mọi người. Bây giờ mình cũng sẽ dọn dẹp rồi mình đi về đây. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye đi chị Lý. Chị Linh ơi, bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye. Một, hai, ba, bốn. Yeah.